Kính chào cộng đoàn. Kính mời cộng đoàn đến với chương trình học hỏi giáo lý năm đức tin của Tổng giáo phận Hà Nội. Bài giáo lý hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai câu hỏi. Câu 1: Ngục tổ tông mà Chúa Giêsu xuống là gì? Câu 2: Những dấu chỉ nào làm chứng cho cuộc phục sinh của Chúa Giêsu? Giờ đây xin mời cộng đoàn cùng tìm hiểu câu hỏi thứ nhất: Ngục tổ tông mà Chúa Giêsu xuống là gì? Là Kitô hữu, đã rất nhiều lần chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, Đức Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại. Thánh Kinh gọi nơi ở của những người chết mà Đức Giêsu xuống là âm phủ, khác với hỏa ngục là nơi phải chịu án phạt đời đời. Chúa Giêsu xuống để giải thoát những kẻ đã chết trước Ngài trong sự công chính. Như vậy, điều đó có nghĩa rằng tin mừng đã được loan báo ngay cho cả những người chết. Việc xuống ngục tổ tông của Chúa Giêsu là một sự hoàn thành cách đầy đủ việc loan tin mừng cứu độ. Đây cũng là hành trình cuối cùng trong sứ vụ làm đấng Messia của Chúa Giêsu, trong một ý nghĩa thật hết sức rộng lớn của việc mở rộng công trình cứu chuộc cho mọi người thuộc mọi thời đại và mọi nơi. Bởi vì tất cả những ai được cứu độ đều được tham dự vào công trình cứu chuộc. Chính vì thế, Đức Giêsu Kitô đã xuống tận cõi thâm sâu của sự chết để các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa. Ai nghe thì được cứu độ. Chúa Giêsu là đấng khơi nguồn sự sống, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ. Từ nay, Đức Kitô phục sinh đã nắm giữ chìa khóa tử thần và âm phủ. Và khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Câu hỏi thứ hai: những dấu chỉ nào làm chứng cho cuộc phục sinh của Chúa Giêsu? Đối với chúng ta, những người có niềm tin Kitô giáo, Đức Giêsu phục sinh là chân lý tuyệt đỉnh của đức tin, cũng là tâm điểm đời sống người tín hữu. Nhưng Đức Giêsu phục sinh có thực sự là biến cố lịch sử hay không? Đâu là những dấu chỉ làm chứng cho cuộc phục sinh của Chúa Giêsu? Trước hết, chúng ta có thể khẳng định một điều rằng Đức Giêsu phục sinh là một biến cố có thật, với những chứng từ có giá trị lịch sử và được Tân Ước xác nhận. Hai yếu tố cần được quan tâm là sự kiện mồ trống và những lần hiện ra của Chúa Giêsu Kitô. Yếu tố đầu tiên là ngôi mộ trống. Điều này chưa đủ để chứng minh Chúa Giêsu phục sinh. Việc thi hài Đức Giêsu không còn trong mộ có thể được giải thích bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, ngôi mộ trống vẫn là một dấu chỉ căn bản đối với mọi người. Việc phát hiện ngôi mộ trống là bước đầu tiên dẫn các môn đệ đến việc nhìn nhận sự kiện sống lại. Trước hết, đó là trường hợp của các phụ nữ thánh thiện, rồi đến Thánh Phêrô, người Chúa Giêsu thương mến khi vào trong mộ và thấy những băng vải ở đó, khẳng định rằng ông đã thấy và đã tin. Yếu tố thứ hai để làm chứng cho cuộc phục sinh của Chúa Giêsu là những lần hiện ra của người. Khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu đã hiện ra với nhiều người, trước hết là bà Maria Magdala và các phụ nữ ra mồ từ sáng sớm để hoàn thành việc sức dầu cho thân thể Chúa Giêsu, vốn được mai táng cách vội vã vào chiều ngày thứ sáu, vì hôm sau là ngày Sa-bát.
Như vậy, các phụ nữ là những sứ giả đầu tiên loan báo sự sống lại của Đức Kitô cho chính các tông đồ. Sau đó, Chúa Giêsu hiện ra cho chính các tông đồ. Trước hết là Thánh Phêrô. Vì vậy, Thánh Phêrô là người được kêu gọi để củng cố đức tin của các anh em mình. Thánh Phaolô còn nói đến hơn 500 người đã được Chúa Giêsu hiện ra một lượt. Tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày lễ vượt qua đó đòi hỏi mỗi vị tông đồ, đặc biệt là Thánh Phêrô, xây dựng một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đã bắt đầu từ sáng ngày vượt qua. Với tư cách là những chứng nhân của Đấng Phục Sinh, các ngài mãi là những tảng đá nền móng của Hội Thánh. Đức tin của cộng đoàn các tín hữu tiên khởi được xây dựng trên lời chứng của những con người cụ thể. Như vậy, sự phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là dựa trên lòng tin của các tông đồ, mà trái lại, đức tin của các ông vào sự phục sinh phát xuất từ kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Giêsu sống lại dưới tác động của Thiên Chúa.